Cô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con tên là Đoàn Thị Phạn, con ở Nam Định. Con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Gia đình nhà chồng con có 8 người con. Những năm gần đây thường xuyên có người đột ngột qua đời mà tuổi thì còn trẻ. Hiện tại đã mất 4 người. Như vậy có phải là trùng tang không ạ? Các cụ ngày xưa từng tính nhỉ, trong vòng 3 năm trở lại mà trong một chi họ mà có người mất, chưa bốc chưa sang cát, chưa thay áo cho các cụ đã mất được đó. Thường ngày xưa chúng ta tính là 3 năm mà lại có tiếp tục có người mất thì thường người ta gọi đó là trùng tang. Hoặc là trong khi người ta bấm tuổi, bấm tháng, bấm ngày và bấm giờ mất mà nó có gì, có 3 cái tính là thiên di, trùng tang và nhập mộ đó. Nếu mà được thiên di, được nhập mộ thì tốt, còn nếu mà bị trùng tang thì người ta coi gì cho là xấu, đấy là cộng nghiệp với nhau. Theo quan điểm của Phật giáo chúng ta gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp, cộng nghiệp tức là nghiệp gây tạo chung với nhau, gọi là cộng nghiệp. Thế trường hợp này cũng có thể giải trừ được. Ngày xưa thì các cụ các tổ chúng ta thường hay dùng phương tiện đó là cúng gì, cúng cái khoa cúng gọi là giải oan cắt kết, trùng tang liên táng đó. Cũng khoa cúng đó, khoa cúng đó cũng toàn là gì, cũng giải oan lục căn lục kết đó, lục căn lục trần lục kết vân vân đó. Cái khoa cúng đó rất hay đấy nhá các quý vị nhá, giáo cái lý Phật pháp ở trong đầy đấy đấy, đầy ở trong đấy đấy. Không biết chúng ta lại bảo là đấy là cúng như thế mê tín dị đoan, không phải đâu. Ngày xưa các cụ các tổ là soạn ra khoa cúng đấy để phương tiện thiện xảo để dẫn người vào đạo, hay lắm đấy. Chúng ta không hiểu cái đánh đồng cho là mê tín dị đoan là do một số các thầy cúng bây giờ, các ông thầy pháp ở ngoài đời ấy, ông thầy cúng á, họ cúng gì, mặc cà sa đội mũ thất Phật, chống gậy tới trường họ lên họ cúng, họ cúng múa may quay cuồng vào, họ cúng gì, cúng hoa đàn lục cúng vào, họ cúng gì, cắt ngũ phương, cắt lục giải, lục kết, lục căn vân vân, lục trần lục thức đó đấy. Phiền não của chúng ta chưa cắt được thì cắt được cho ai? Một số các quý thầy bây giờ cũng đi cắt cái đó, nhưng chúng ta phải hiểu cắt cái đó ngày xưa các cụ làm cẩn thận lắm. Trước khi làm cái lễ đấy, cái lễ đàn đó phải gì, ít nhất phải ăn chay á, thanh tịnh 7 ngày 7 đêm. Ví dụ các ông thầy cúng á mà chuẩn bị đến cái đàn cúng đó thì không được gì, không được ngủ chung phòng với vợ, tức là không được chung chăn chung gối, phải giữ giới 7 ngày á, chay giới 7 ngày thì mới vào á, hộ đàn cho các hòa thượng, các thượng tọa, các sư để cúng cái đàn đó. Đấy, như thế đấy. Nhưng bây giờ thì nào là vàng mã, nào là tam sinh, tứ phủ, nó lẫn lộn lùng tùng phèo hết rồi. Đó. Nào rượu, nào thịt, nào thủ lợn, nào gà, nào bồ câu, nào tôm, nào cá, lộn tùng phèo lên cái đàn đó hết rồi. Nó không đúng. Ngày xưa các cụ gọi là đàn chay mà. Nhưng bây giờ thì lại làm sai mất rồi. Cho nên người ta mới nói là mê tín dị đoan đó, thì cũng không có oan, không có oan, không oan, không oan là vì gì? Vì người làm mà sai lệch pháp của Phật và làm mà chạch đi cái phương tiện của tổ đã gì, đã soạn ra mà thôi. Cũng nói như vậy để chúng ta biết. Còn pháp hội chúng ta bây giờ thường hay dùng pháp hội trung phong như thế này để làm sớ, làm bài vị, để cả cái chi họ, dòng họ đến nhất tâm để tu hành pháp hội. Một pháp hội, hai pháp hội đến ba pháp hội thì thường rất nhiều chi họ thì vượt qua được cái này mà cũng không phải tốn kém gì cả. Mỗi ngày có 3 mâm cơm chay, tôi nghĩ là cả một cái chi họ chắc cũng không đến nỗi, đúng không? Nghèo đến đây trong không đến nỗi là một ngày không làm được 3 mâm cơm chay. 3 mâm cơm chay có đắt lắm đâu, 200-300 ngàn thôi. Ngày triệu bạc của cả một chi họ làm 3 mâm cơm chay cũng Phật cũng tổ xong thì người nhà nhà mình là hạ xuống để gì ạ? Để thủ lộc mà, có phải là thầy chủ trì thì ăn tham hết đâu các quý vị. Hay là các sư là cướp thì ăn không đâu. Đó. Chính chúng ta trước thì cúng Phật, cúng tổ, cúng các cụ, sau này con cháu lại hạ xuống để thụ lộc. Đó. Cho nên cái cơ bản là gì? Theo pháp hội trung phong này là nhất tâm. Họ hàng người nhà đều thay nhau để cùng đến tham dự cả 3 ngày pháp hội hoặc 2 ngày pháp hội ấy. Mà đặc biệt là gì? Theo được khoảng 3 pháp hội thì mới yên tâm hơn. Vì cái tâm của chúng ta
tu một pháp hội chúng ta chưa chắc đã gì, đã dùng đủ cái công phu nhất tâm tu hành để đủ công đức để hồi hướng, để thoát khỏi cái cộng nghiệp ấy. Cho nên mới nói là gì? Nêu ra là ba pháp hội nên cùng nhau để nhất tâm tu hành là như thế. Phật tử nữa hỏi tiếp: năm 2020, người anh trai của chồng con qua đời, hưởng thọ 51 tuổi. Gia đình chúng con có về chùa chùa Hàm Dư Hải Phòng, chùa Hàm Dư Hải Phòng, cái chùa Dư Hàm Dư hay là Dư Hàm gì đó, chùa Hàm Dư Hải Phòng để làm lễ. Cũng buổi hôm ấy, con được thầy trụ trì chùa Hàm Long bảo rằng căn nhà, mảnh đất nơi con đang sống có rất nhiều hài cốt và khuyên con nên chuyển đi nơi khác, và nói rằng con không ở được căn nhà ấy. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào ạ? Con rất hoang mang và lo lắng ạ. Con đã từng rao bán căn nhà và tìm mua nơi mới, nhưng con cũng không bán được, mà mua cũng không mua được. Mới đây con có biết các bài giảng của thầy và con phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Kính bạch thầy cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mà thông tin Phật tử là nói là ở chùa này chùa nọ gặp thầy này thầy nọ, phán thế này thế nọ thế kia, thầy không dám bàn tới, vì thầy mắt không thấy tai không nghe, cho nên thầy không dám bàn tới việc đúng sai ấy. Bây giờ thầy chỉ hướng cho Phật tử này này, nếu mà giả sử như đất thì chúng ta có nhiều ma nhiều quỷ, chúng ta không ở được mà chúng ta lại đi bán cho người khác, mong cho người khác mua được, mình bán được người khác mua được, mình không ở được để bán cho người ta để người ta ở, thì như vậy nếu là người tu theo Phật tử chúng ta như vậy có tốt không? Tốt không? Không. Vậy thì mình phải tìm cách để hóa giải, bằng cách làm sao cho nhà Phật chúng ta có cách hóa giải mà. Đặc biệt là gì? Nhất tâm y giáo phụng hành, kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng lấy 7-7-49 ngày ở tại nhà mình để hồi hướng siêu độ cho họ. Mời các vài một vài Phật tử trong đạo tràng đến để cùng tu. Mỗi một ngày hết một bộ kinh Địa Tạng đó 49 ngày chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng. Đặc biệt là tụng hết một bộ kinh Địa Tạng một ngày đó 21 ngày cũng được, mà 49 ngày thì càng tốt. Mỗi một ngày qua thì lại lấy cái nước đó để bảy cái chén nước cúng đó để rưới gì? Rưới chung quanh cái đất nhà mình lên. Rưới bảy chung quanh cái đất nhà mình đi. Đó, và đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho họ. Đó mới là cái việc gì? Làm tận gốc. Khi họ được siêu thoát rồi thì giống như đất nhà mình nhá. Tôi lấy ví dụ cho các Phật tử nhá. Bây giờ cái đất nhà mình đang như vậy, tôi ví như là gì? Đất nhà mình ở một cái gì? Ở xây dựng và cái làm cái bãi rác. Chúng ta cái bãi rác, nếu mà chúng ta gì? Đem chúng ta đổ một cái lớp đất mặt lên khoảng độ 10 phân 20 phân cái bãi rác, chúng ta xây nhà lên. Bình thường nó không mưa không gió thì không sao. Nhưng mỗi khi mưa gió thất thường, cái mùi hôi dưới bãi rác, mùi thối dưới bãi rác nó mới bốc lên, nó thẩm thấu qua cái lòng đất vài chục phân đất đó, nó mới thối lên. Thối lên nhà ở chúng ta, hoặc cái rác gì? Cái rác lâu ngày nó mục đi, nó thì lõm, nó thì nó bị tụt xuống và cái nhà chúng ta bị siêu bị vẹo, bị chuẩn bị gì sắp gì? Sắp đổ. Và chúng ta ở có yên không? Không yên. Và nếu muốn ở yên thì bây giờ chúng ta đành phải gì? Đành phải làm sao? Lại phải tháo nhà đi, dỡ nhà đi, đào bỏ hết cái gì? Cái rác bẩn đó đi, chịu khó mất tiền mất của một chút, đào bỏ hết cái rác bẩn đó đi, đổ đi nơi khác, và đổ đất gì? Đất sạch và cát sạch vào đó, và đóng cọc ép cọc và xây nhà lên. Ở có sao không? Còn sao nữa không? Có mùi hôi thối nữa không? Không. Có sợ bị nhà đổ đè chết chúng ta bất cứ lần nào nữa không? Cũng không luôn. Đấy, thì tương tự như vậy, rác bẩn kia dụ cho gì? Dụ cho ở trong đất chúng ta không sạch, có các vong linh nhỏ đã mất gì? Từ lâu rồi, nhưng mà gì? Do chiến tranh, do loạn lạc hay vân vân gì đó, họ chưa được siêu thoát. Họ coi cái khu đất đó, cái nắm xương đó, cái nơi đó là cái gì? Ngôi mộ của họ. Mặc dù muốn đi lắm nhưng mà không có nơi nào để đi, muốn siêu lắm, muốn thoát lắm nhưng không thể siêu, không thể thoát được. Nay chúng ta thì lấy công đức tụng kinh niệm Phật để trợ duyên để siêu thoát, tế độ cho họ, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát độ cho họ. Giống như chúng ta
bỏ công sức, bỏ tiền, bỏ của công sức ra để đập bỏ nhà đi, đào bỏ hết cái đất bẩn cái đi, đổ đất cát mới vào, xây nhà mới lên ở, ngon lành cành đào, đúng không? Đấy. Cho nên là Phật tử mà chúng ta bảo là người ta bị ma quỷ phán là nhà chúng ta bị ma quỷ, mà muốn lừa người khác để bán cho người khác là chúng ta gì? Ác chồng thêm ác, thì tội gì? Càng tăng thêm. Người học Phật chúng ta biết đó, như thế rồi thì phải gì? Lo để tu nhân chính, tức là việc thiện để hồi hướng, để siêu độ cho các vong linh đó đi, thì chúng ta gì? Ác gì? Mà chúng ta thì dùng thiện để hóa giải, thì công đức mới gì? Mới sinh ra. Đó. Đấy mới là người học Phật. Đấy mới là người dùng chính pháp để cảm hóa gì? Quần sinh. Đó mới gọi là thường cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, theo tinh thần hành Bồ Tát đạo của người, người đệ tử Phật, người học Phật chúng ta đó các quý vị. À, một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, hơn một năm qua, đến hôm nay con mới được về chùa lễ Phật. Mặc dù con rất nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ Thầy, nhưng vì dịch bệnh Covid ngăn cản, Thầy ơi, con Covid bé thế nhưng nó ngăn cách giữa con và Thầy, cũng như các Thầy ở trên chùa rất là nhiều Thầy ạ. À, hình như là bức tâm thư hay sao ấy. Dạ, thưa Thầy, Thầy hoan hỷ bố thí cho con một chút thời gian để con xin được bộc bạch sự việc như thế này. Năm 2020, con biết đến chùa Khai Nguyên nhờ một người bạn giới thiệu. Con cũng đã lên dự Pháp hội Trung Phong 2 lần, Pháp hội Địa Tạng 3 lần hay 8 lần này, 3 lần, 3 lần. Và một lần con có lên đại tượng thỉnh một miếng ngọc treo ở trên nhà. Một hôm con gái của con đi xem ở đâu? À, một hôm con gái của con đi xem Thầy Đồng ở dưới Nam Định. Kể tỉ mỉ thế. Đi xem Thầy Đồng ở dưới Nam Định. Thầy Đồng bảo là nhà con có Phật ngự, cho nên Thầy không xem được. Như thế là như thế nào hả Thầy? Cái này tôi cũng không biết luôn. Biết kiểu này thì Thầy cũng không biết luôn. Thế nào là Phật ngự? Có thể gia đình thờ Phật không? Hay là như thế nào? Thầy còn tí nữa này. Cách đây khoảng 7-8 tháng, tức là rơi vào năm 20 bao nhiêu? 21 à? Con gái của con lại đi xem Thầy Đồng ở dưới Hải Phòng. Thầy ấy nói rằng nhà con được Phật độ cho rất là nhiều. Vừa qua con nhà con đáng nhẽ bị một kiếp nạn, có thể phải mất mạng, nhưng vì được Phật độ cho nên đã được tai qua nạn khỏi. Và bà Đồng nói rằng Phật ngự ở trước cửa nhà con, luôn luôn hộ mệnh cho gì? Cho con. À, hiểu rồi, như thế là hiểu rồi. Câu cuối là gì? Xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho Phật ấy, có phải là Phật mà con thỉnh ở trên chùa về treo ở trước cửa ra vào không? Cái này Thầy cũng không hiểu, Thầy cũng không biết là có phải thật hay không.
Nhưng mà xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta nhất tâm để hướng về Tam Bảo, hướng về chư Phật Bồ Tát thì sẽ được các ngài gia trì và cứu độ cho, giúp đỡ cho. Đó. Qua câu hỏi của Phật tử này nó cũng hơi khó khó hiểu một chút, nhưng thầy hiểu là, theo ý thầy hiểu là đại khái chắc là nói rằng năm 2020 có lên chùa theo pháp hội và trung phong của pháp hội Địa Tạng, có thỉnh một cái miếng ngọc treo ở trước cửa, cái miếng ngọc bộ để treo trước cửa ra vào đó. À, thì chắc là vừa qua con gái đi xem ở Nam Định, xem ở Hải Phòng thì bà là được Phật độ cho. Đặc biệt là bà thầy ở dưới Hải Phòng bà nói rằng thì đáng lẽ thì vừa qua có cái hạn đáng lẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà do gì, do được Phật độ cho nên được thoát khỏi những tai nạn đấy. Mà Phật thường là gì, thường ở ngay trước cửa ra vào của nhà mình. Thì thầy nghĩ rằng cũng có thể, chúng ta thấy cái này thì cũng có nhiều người đến nói với thầy rồi, nhiều người đến nói cái chuyện đó cũng kiểu linh ứng tương tự, nó kiểu như thế. Có người đi xe ô tô treo cái miếng ngọc lên xe ô tô, miếng ngọc mà thầy có khắc cái chữ xuất nhập bình an đó. Một mặt thì là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca hoặc là Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Di Lặc vân vân đó. Có những trường hợp mà tai nạn là lật xe mấy vòng nát bét xe nhưng mà người không sao, không sao một tí nào, không chảy xước một tí nào, xong rồi ra là vẫn bình thường. Họ bảo là mọi người nhìn thấy mà họ lạ, cái vụ tai nạn hy hữu mà xe nát bét mà người không có ảnh hưởng gì. Lại năm ngoái năm kia thì đã có trường hợp ra Hà Đông đến nói với thầy là nằm mơ thấy trước là mình đi xe máy bị cái ô tô nó đâm vào. Quả thật đến đúng chỗ đó, ô tô nó mất lái nó đâm vào. Nhưng mà không hiểu làm sao lúc đó xe máy nó đâm vào, cả người cả xe máy bay xuống dưới ruộng. Nhưng mà bay xuống dưới ruộng cái thì cái người đó vẫn cầm lái xe máy bình thường mà xe không đổ. Không chảy xước vào tí nào. Mà nằm mơ thấy đúng như thế. Mà mơ thấy thì được cái Quan Âm Bồ Tát thì độ cho. Và khi đó vì đây lên nói chuyện với thầy, nói là với thầy, thầy ấy có phải là cái miếng ngọc bội của Quan Âm con đeo ở trên người này độ con không thầy? Thầy cười, thầy bảo ạ, phải hay không thì tự Phật tử chiêm nghiệm đấy. Thầy cũng không thể phán là phải, không thể phán là không phải được. Đã tùy duyên, hiểu thế nào thì tùy. Miễn là gì, ngày hôm nay Phật tử vẫn lên chùa, lễ Phật được đây và trong cái hoạn nạn như thế mà không bị chảy xước một chút da, không phải mất một chút máu nào, thế là tốt rồi. Cái xe nó mất lái, nó đâm bay xuống ruộng mà vẫn ngồi trên xe máy, vẫn nổ máy xình xịch, ngồi xuống dưới ruộng, may cái ruộng này nó ướt, cho nên cái bánh này thì nó xoạc xuống đến gặp đến nửa bánh, mà xe máy thì cắm xuống ruộng như vậy mà người vẫn cứ máy vẫn nổ xình xịch, vẫn ngồi cầm hai xe máy thế này. Có nhiều những câu chuyện hay lắm. Phật pháp vi diệu lắm các quý vị. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta đi đường ấy, trước khi lên lái xe là lên ngồi trên xe máy ấy, nên đọc cái bài kệ này, đọc cái bài kệ á, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam, Án Lam, Án Lam, Văn Thủ Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm, hai câu thần chú ấy mỗi câu 3 lần. Và khi mình đọc chú là gì, mình quán tưởng là cái vòng tròn gì bao quanh cả cái chiếc xe của mình, ô tô cũng thế mà xe máy cũng thế, bao quanh chiếc xe của mình. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn là gì, là chúng ta đọc câu thần chú đó lên thì chung quanh chúng ta được thanh tịnh. Văn Thủ Chân Ngôn là gì, là chúng ta cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này thì độ cho chúng ta được bình an, được may mắn, được gặp nhiều sự cát tường như ý vân vân và vân vân. Mỗi khi chúng ta gì cầm xe hoặc là cầm lái, cầm tay lái gì đi trên đường tham gia giao thông vân vân, rất là tốt. Chúng ta vừa chú tâm vừa có niềm tin vào đó, chúng ta đi trên đoạn đường thì chúng ta thấy an tâm hơn. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Nguyễn Trung Kiểm, con xin ăn mày công đức thầy. Thầy chỉ giáo cho gia đình con một việc sau. Mẹ đẻ con tên là Lã Thị Cơ, mất ngày 2/2/2007, bốc mộ cuối 2010. Khi bốc mộ,
mở nắp quan tài ra thì hiện tượng một khối thạch cao đầy cỗ hậu, tức là đầy trong quan tài đó, tức là thạch cao tới màu trắng đó các quý vị. Gia đình con quá sợ, thầy cũng đứng tại đấy cũng chịu. Gia đình con có đổ rượu và cháo hoa nhưng không được, phải dùng dụng cụ để chóc ra thì ở trong còn đỏ. Sang chùa bên Ninh Bình, thầy lên đồng rạch lưỡi lấy máu làm dấu, tức là làm bùa đó, bảo gia đình con đặt lên ban thờ và úp cốc lại để yểm khẩn cấp. Sau đó nhờ một chùa khác hương nhang cho mẹ con đến 49 ngày thì làm lễ như người mới mất. Đến tháng 2 năm 2020, chị gái con biết đến chùa Khai Nguyên, về chùa được nghe thầy giảng, đã về đọc kinh 21 ngày và hàng ngày lấy nước tịnh thủy rẩy và vào lá bùa để giải bùa. Nhưng hiện nay con có một con gái sinh năm 1990, con trai sinh năm 1993, công việc ổn định ở Hà Nội và hình thức được. Ý thức, tâm thức, sống có trước có sau đều khó lập gia đình. Em trai thứ của con sinh ba con gái, con rất lo do việc của mẹ con vì chúng con vô minh. Con kính xin thầy chỉ dẫn cho gia đình con để làm thế nào để được an thịnh, con các con của con sớm được như nguyện. Con xin công đức của thầy. Thôi cái này, trường hợp này thì thôi, một cái dịp nào đến pháp hội Địa Tạng này có thời gian thì có thể lên để chia sẻ sâu hơn, để thầy xem cụ thể hơn thì có thể tư vấn cho thêm. Còn cái việc con trai con gái lớn tuổi mà chưa có gia đình này thì cái này nó cũng tùy duyên thôi. Có thể là các cháu nó chưa thích, nó còn muốn phấn đấu làm ăn, mình cứ ép nó thì cũng không được. Và nếu mà còn nó thích mà gì mà mãi chả được á thì cũng phải xem xét. Bây giờ xã hội bây giờ nó cũng nhiều cái nó khó nói lắm, có khi các cháu nó cứ mải làm ăn, tuổi trẻ thì mải làm ăn kiếm tiền, phấn đấu công danh sự nghiệp, quên mất con đường tình duyên, con đường gia thất. Cho nên bố mẹ thì mong lắm, bố mẹ con nào lớn lên học xong đại học 24-25 mà chẳng mong muốn cho con yên bề gia thất để bố mẹ gì đỡ phải lo, đặc biệt là con gái, đúng không? Con gái thì các cụ nói là gì, con gái lớn thì như bom nổ chậm trong nhà ấy, bố mẹ nào chẳng lo, nó bùng một cái lúc nào thì chết lo. Con trai thì cũng muốn gì cho nó yên bề gia thất để sớm có cháu nội để bồng để bế cho nhà cửa có tiếng, thì tiếng trẻ thơ ea là nó mới vui, vân vân. Đấy là cái niềm mong chung của làm người làm cha làm mẹ, là ông làm bà, là người lớn vậy. Nhưng mà con cái thì duyên nó chưa đến thì biết làm thế nào. Trước thầy nhớ là có một lần trước khi đại dịch diễn xảy ra, thầy cũng nói là tới đây chùa chúng ta chắc phải làm một cái câu lạc bộ là gì, để cho hai bên bố mẹ kết nối với nhau, để cho các cháu gì làm quen và tìm hiểu lẫn nhau, đúng không? Thầy nghĩ là cái này cũng hay đấy. Nhưng cái này tất nhiên các thầy thì không làm được, mà để cho thì các Phật tử chúng ta thì thành lập một câu lạc bộ như thế. Các thầy thì trong giới luật của các tỷ kheo, các thầy thì cấm làm mai làm mối, nhưng các Phật tử chúng ta có thể được. Chúng ta đứng lên là một cái câu lạc bộ như vậy, bầu ra chủ nhiệm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ và sinh hoạt. Và mỗi khi đến đàn lễ như thế này này, trước là lễ Phật lễ tổ, ra là cầu gì ạ? Cầu tình duyên cho các con. Sau là gì? Thông qua cái hội này để chấp nối cho thì trường hợp A, B, C, D, D gì đó vân vân. Chúng ta thấy ở truyền hình Trung ương bây giờ họ có một cái chương trình, cái gì nhỉ? Mấy cái chương trình đó đúng không? Hẹn hò nhau cái gì gì đấy. Có cái chương trình gì của anh Quyền Linh với cái cô Cát Tường đấy, đúng không? Thầy đâu cũng lướt qua một chút xem cái chương trình đó. Ở thế giới thì nó có chương trình là kết nối gặp mặt, hẹn hò gì gì đó, vân vân. Phật tử đạo tràng chúng ta cũng có thể thông qua thì một cái câu lạc bộ như vậy, các Phật tử lên dự khóa lễ như thế này để con gia đình Phật tử thì có con trai muốn cầu tình duyên cho nó sớm được lấy vợ, con gái cầu tình duyên cho nó sớm lấy được chồng, thông qua câu lạc bộ đấy giới thiệu cho các con nó gặp mặt nhau, xem ảnh với nhau và tìm hiểu nhau. Khi mà nó đủ duyên thì làm sao?
nó về cùng chung sống với nhau một nhà và cả hai vợ chồng đều là Phật tử, đó cũng là việc gì? Việc tốt mà. Có được không? Tới đây nối lại nhá. Hết dịch rồi chúng ta nối lại cái câu lạc bộ đó nhá. Tất nhiên thầy chỉ làm cố vấn thôi, các sư chỉ làm cố vấn cái món đó được thôi, còn các Phật tử chúng ta phải tự gì? Tự bàn tự làm. Thầy thấy Đoàn và Nguyệt có mấy Phật tử là rành về cái này lắm, mát tay lắm, cho bầu cho làm chủ nhiệm câu lạc bộ này thì thầy nghĩ là chắc là giúp đỡ được cho nhiều ông bố bà mẹ khỏi phải lo về cái chuyện tình duyên cho con cái. Về mặt tâm linh thì lên pháp hội làm sớ cầu tình duyên thầy đã lo rồi, còn về mặt ông Tơ bà Nguyệt thì câu lạc bộ sẽ gì? Sẽ lo, sẽ chấp nối cho các bạn, cho các ông bố bà mẹ lớn tuổi mà chưa có con cháu, cháu nội cháu ngoại á, đấy cũng là một việc hay. Đấy, còn cái trường hợp khác thì Phật tử này thì thầy khuyên là thôi thì cứ để đến pháp hội Địa Tạng thì lên sẽ cụ thể cái việc này, nó cũng hơi dài mà cũng khá phức tạp, thì thầy sẽ xem cụ thể thế nào thầy sẽ hướng dẫn sau. Một Phật tử nữa hỏi, ôi sao còn nhiều thế này, lúc đầu thì thấy ít mà sao lại đưa lên đây nhiều thế. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con xin hỏi, có người mấy con xem phong thủy, thầy phong thủy hỏi con bốc bát hương ở đâu, con nói bốc ở chùa, thầy phong thủy nói rằng bốc bát hương ở chùa là oan gia trái chủ theo về, xin thầy bố thí cho chúng con được biết có đúng như vậy không, con xin tri ân công đức của thầy. Con Phật tử tên Nguyễn Thị Tin ở Thường Tín, Hà Nội. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó thì chắc chắn là không phải rồi. Biết bao nhiêu trong những năm qua, biết bao nhiêu những Phật tử đến chùa bốc bát hương, đại đa số họ đều bình an, đều hoan hỷ và đều gặp nhiều sự may mắn cát tường cả. Không chỉ ở có chùa chúng ta mà gần như tất cả các chùa, các quý thầy đều dùng phương tiện và đều giúp các Phật tử, bà con nhân dân mỗi khi thì có cái việc tâm linh về nhà mới hoặc thay bát hương hoặc bốc bát hương mới bên bên đó, đại đa số đều ra chùa làng chùa quê hoặc là đến những cái ngôi chùa nổi tiếng nhờ các quý thầy gì bốc cho nó lành. Ăn mày Phật là lành nhất các quý vị. Còn gặp ông thầy cúng thì cũng không sao, tùy duyên. Chúng ta không nói là họ làm sai, tùy duyên. Nhưng không may mà gặp ông thầy phù thủy á, nó yểm bùa yểm âm binh vào đó thì mệt mỏi lắm. Chúng ta theo thì được thì tốt, mà không theo được á, 2-3 tháng mà không đến lễ nhà thầy được á, thầy khuấy đảo âm binh lên thì gia đình lục đục khổ lắm các quý vị. Khổ lắm cơ. Nhiều trường hợp chúng tôi cũng phải đi giải quyết cho cái vấn đề mà ông thầy phù thủy nó bốc bát hương, nó cài âm binh vào trong đó rồi. Cái này chúng tôi biết và đi giải quyết cho cũng khá nhiều trường hợp rồi. Phức tạp lắm. Cho nên ra chùa bốc bát hương mà bảo là vong theo về nhiều, không phải. Nói như thế là sai hoàn toàn. Nói như thế là không có cơ sở khoa học, cũng không có cơ sở tâm linh ở trong đó. Ví dụ chúng ta đi chùa như thế này, theo 2 ngày pháp hội về, thì có người nào vô gia cư theo chúng ta về nhà không? Nếu chúng ta không đồng ý cho theo, có theo đến không? Theo được không? Không. Đó, tương tự như vậy, trần sao thì âm vậy các quý vị. Khi các bát hương các sư biết là gì, viết cái cốt bát hương thì ví dụ Nguyễn tộc gia tiên, và viết là gì, con cháu chúng ta là người đi bốc bát hương cho các cụ, chúng ta viết vào đó, họ khác không thể vào được, quỷ thần cũng không thể vào được, đó, vân vân. Cho nên các vị yên tâm, cái trường hợp mà ông thầy phong thủy nói như thế là sai với gì? Sự thật, không đúng. Chúng ta không cần phải lo lắng cái việc đó. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi, gần đây con trai con phá phách tiền của và hỗn láo với con, thì xin thầy cho con biết con phải làm sao. A Di Đà Phật. Cờ bạc phá phách tiền của, hỗn láo với bố mẹ, cái này các thầy cũng khó có cách để giải quyết. Khi mà gì, các con nói nó không có một chút cái tín tâm với Tam Bảo thì cũng khó có thể giải quyết với nó được. Cũng do cái nghiệp của chúng ta thôi các quý vị. Xét cho cùng thì cũng do nghiệp của mình thôi. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo tạo, cho nên nay thì
nó sinh vào nhà mình để nó gì, nó đòi nợ để nó gì, báo oán vậy. Đó. Nhà Phật nói là sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ và sinh vào để trả nợ là như thế. Đó. Cho nên trường hợp này thì thôi mình cũng phải biết rồi, cũng an nhẫn để mà tu tâm dưỡng tính đi, mà buông được thế nào thì đỡ khổ thế đấy thôi. Lo tu đi, không có đời nay khổ, đời sau lại khổ, đời đời kiếp kiếp vẫn cứ khổ mãi đấy. Thà rằng mình khổ một đời mà mình dứt khổ được muôn đời về sau, biết đó là gì? Ác duyên. Biết đó là cái duyên không tốt rồi, thì chúng ta thì sớm buông bỏ hết những cái gánh nặng đó xuống để một lòng để lo tu tập. Nó chửi mình thì mình cũng phải nhẫn, mình chịu thôi, bây giờ mới làm thế nào nữa. Ngày xưa nó bé mình, quát mình, đánh mình, mắng nó thì nó còn nghe. Bây giờ mà quát nó thì nó quát lại, nó chửi lại. Chưa đánh nó là gì, nó đã thùi cho mình vài cái thì có khi lại gì, lại tủi, lại khổ. Thôi tốt nhất là gì, an nhẫn đi, để lo tu, tụng kinh niệm Phật. Nếu nó không cho tụng kinh thì niệm Phật, nó không cho niệm to thì niệm thầm ở trong gì, trong tâm ấy, trong đầu môi, trong lưỡi thôi, trong tâm thôi. An nhẫn mà tu dần dần sẽ tìm được an lạc từ nội tâm đấy. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin tri ân công đức thầy giúp con ạ. Con có con trai, cháu đi làm ở trạm thu phí Cẩm Phả, cháu bị vong âm xưng tên là Hiền, sinh năm 1981, bị tai nạn mất nên đã nhập vào con trai của con. Hiện giờ con trai của con nói gì cũng bảo không biết, đặt chầu rồi cũng bảo không biết, nên nhà gái đã trả lại chầu. Từ ngày được các bà mách cho đọc kinh Địa Tạng đến nay, con cũng đã lập đàn chàng giống thầy dạy và đọc kinh nhưng vẫn chưa đỡ được chút nào. Con có gọi điện thôi. Cái trường hợp này thì đến Pháp hội Địa Tạng đưa cháu nó lên đây. Cái trường hợp này phải gặp trực tiếp, phải xử lý trực tiếp. Thế còn trả lời câu hỏi nó tốn thêm thời gian. Trường hợp Pháp hội Địa Tạng đưa lên đây, thầy xem thế nào, giúp được thì thầy sẽ giúp luôn. Thế có thể là được. Cái trường hợp như thế này chắc có thể được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Ninh Bình, con kính mong thầy hoan hỷ chỉ dạy và giúp con một việc. Con có bà dì, tức là em mẹ, hiện đang xuất gia tu ở chùa. Hồi còn trẻ dì cũng lập gia đình nhưng không có con, nên dì nuôi con nuôi và nuôi con riêng của chồng. Từ năm 35 đến 40 tuổi, dì đã ăn chay tụng kinh niệm Phật. Đến khi chồng dì mất, dì đã xuống tóc đi tu. Từ đấy đến nay khoảng hơn 10 năm. Thời gian gần đây dì mắc bệnh hay nói nhảm, nhất là vào ban đêm, và không kiểm soát được bản thân trong mọi việc, và hay đòi ăn đêm. Nếu không cho ăn thì mò mẫm và lục lọi không ngủ. Chúng con hàng ngày trì chú lạy Phật, tụng kinh hồi hướng cho sư cô, tức dì con. Nhưng bệnh của sư cô không giảm. Vậy con mong thầy hoan hỷ chỉ giúp cho con, giờ chúng con phải làm như thế nào để sư cô được hồi phục lại trí nhớ và làm chủ được bản thân. Nếu như đến lúc lâm chung mà sư cô không tỉnh táo thì có được sinh về cõi lành không ạ? Con kính chào thầy, con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy, con xin tán thán công đức của thầy. Cái trường hợp này này thì cũng đến Pháp hội Địa Tạng, có thể đưa sư cô lên đây để thầy xem. Cũng có một vài trường hợp xuất gia nhưng cũng tương tự như thế này. Thầy cũng đã hướng dẫn và cũng đã giúp được các thầy ấy khỏe mạnh lại bình thường. Bây giờ là tu tập lại bình thường rồi. Thậm chí là một đại đức ấy. Đại đức ấy. Cũng cái kiểu tu tập nhưng mà đi sai pháp nên là cũng bị hoang tưởng, bị bệnh hoang tưởng. Cái lúc thì bảo cho mình là Phật, là Bồ Tát, thấy Phật, thấy Bồ Tát này nọ. Nhưng không nghĩ là mình bệnh, cứ cho là mình là tu hành đắc đạo rồi vân vân. Nhưng thực tế là gì? Đó là bị ma làm, gọi là tu sai pháp và tẩu hỏa nhập ma. Hướng dẫn cho các vị tu tập đúng chính pháp trở lại,
thì một thời gian các vị cũng được khỏi rồi. Trường hợp này hôm nay đưa lên xem. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, tên Phật tử con là Đỗ Thị Hạnh. Hôm nay con đến tại chùa Khai Nguyên cùng với con trai của con tên là Phan Phúc Thành 6 tuổi và anh cháu tên là Phan Phúc Tường 8 tuổi. Từ khi sinh ra, cháu con không biết tiền kiếp con đã gây ra lầm lỗi gì mà giờ hai cháu không biết nói, không biết đi, để ngồi và nằm, chỉ ngồi và nằm. Con cũng tu tập nhiều nơi và xin sửa đổi nhưng chưa biết làm thế nào để thay đổi nghiệp lực cho cháu. Xin quý thầy hoan hỷ bố thí pháp ngữ cho gia đình con được gặp thầy trực tiếp để được dựa vào Tam Bảo, nhờ vào ánh sáng Phật Pháp cho chúng con tu tập. Con nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Tên con là Đỗ Thị Hạnh, chồng con tên là Phan Anh Cường, địa chỉ xóm Vĩnh Tuy, thôn Đông Biên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái này thì ở gần ngay đây, thì một cái dịp nào đó và cái dịp Pháp hội Địa Tạng tới đây thì xuống. Thì hôm nay là Pháp hội đông người, là công việc cũng nhiều, thầy cũng muốn giữ cho cái tâm nó thì nó chuyên nhất để tổ chức Pháp hội, để hồi hướng chung cho tất cả âm dương trong Pháp hội chúng ta. Vì vậy mà thầy không tiếp khách, ngày hôm nay có tiếp khách đâu. Trường hợp này ở gần đây thì đến Pháp hội Địa Tạng từ 22 đến 28 cuối tháng này thì đi xuống gặp cụ thể, thầy sẽ xem cụ thể thế nào. Lúc đó sẽ tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không trả lời câu hỏi này vì thời gian hết rồi. Phật tử nó hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Con tên là Đặng Thị Phú, cùng con trai con là Đỗ Tiến Hưng. Con ở khu 4 xã Xuân Lộc, thị trấn Phúc Thọ. Hôm nay hai mẹ con đến chùa lễ Phật để con cảm ơn thầy ạ. Vừa qua con sang nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình nhà con. Mẹ con là Vũ Thị Ngà, năm nay mẹ con 92 tuổi. Hàng đêm đến mẹ con hay chửi bới các con. Đến hôm nay đã được 4 tháng rồi là mẹ con từ bi rồi thầy ạ. Con mừng lắm thầy ơi. Thầy ơi, sao nhiệm màu quá vậy? Nhiệm màu quá vậy? Sao nhiệm màu quá vậy? Bảo là thầy ơi, Phật Pháp nhiệm màu quá ạ. Sao nhiệm màu quá vậy thì không muốn nhiệm màu hay sao? Lại muốn cụ cứ đêm đêm cụ chửi con chửi cháu nữa hay sao? Đấy, nói mà không chuẩn nó lại lệch sang một ý khác rồi đấy. Để viết thành giấy mà như thế này còn huống chi là gì? Là nếu mà chỉ nghe qua tai truyền qua người khác ấy, dễ sai là như thế đấy. Đó. Thầy ơi, sao nhiệm màu quá vậy? Câu này á dùng trong cái văn này là không đúng. Bảo thầy ơi hay là bạch thầy, Phật Pháp nhiệm màu quá thầy ạ. Đúng chưa? Câu đấy là câu chuẩn. Con cảm ơn thầy ạ. Con ghi ơn công đức của thầy nhiều lắm. Con nam mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này là mấy tháng trước con sang chùa, nói với thầy là có bà cụ 91, 92 tuổi, cụ cứ đêm đêm là cụ gào, cụ thét, cụ chửi con, mắng cháu, mà cụ rất là nóng tính. Thầy bảo là về cứ tụng kinh Địa Tạng và nhất tâm sám hối cho cụ, hồi hướng oan gia trái chủ của cụ cho cụ và khuyên cụ niệm Phật. Phật Bồ Tát độ cho, may mắn thì cụ sớm được tai qua nạn khỏi, bình an trở lại thôi. Nay sang đây viết tâm thư nói rằng là gì? Phật tử này là Đỗ, Phật tử này là Đặng Thị Phú, cùng con trai là Đỗ Tiến Hưng, ở khu 4 xã Xuân Lộc, thị trấn Phúc Thọ. Sang đây nói rằng đâu có ở trong hội trường này, đứng lên xem nào. Có không? Có Phật tử ở trong này không? Hay là ở ngoài, đứng lên giơ tay xem nào. Có không, ở trong hay ở ngoài? Hay là viết thư xong chạy mất rồi, hay là xấu hổ không dám đứng lên? Thôi cũng không cần phải đứng nữa đúng không? Đại khái nói rằng là có cụ, có bà mẹ như thế, nhưng bây giờ thì do tụng kinh niệm Phật thì bà cụ đã đỡ rất nhiều rồi, mà đã từ bi rồi, bình thường rồi, mừng lắm, nên viết tâm thư cảm ơn. Qua đây cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Chư Tăng và Phật tử hiện tiền trong đạo tràng, chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng cho bà mẹ 92 tuổi của Phật tử Đặng Thị Phú này, được nguyện cho cụ được bình an, mạnh khỏe, phát khởi được tín tâm và
nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sinh, tới khi xả bỏ báo thân được nhẹ nhàng vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối cùng, con xin kính chào thầy. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Trong đạo Phật có gọi là cô thần quả tú không? Nếu có thì ảnh hưởng ra sao đến nhân duyên nam nữ không ạ? Cùng cách hóa giải ra sao cụ thể, vân vân. Các thầy đạo thánh mẫu có nói, vân vân. Vậy có đúng không thầy? Hỏi chấm, xong lại vân vân. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con ở Bắc Ninh, số điện thoại, vân vân. Ở cái trường hợp này thì xin thưa các quý vị, cái từ cô thần quả tú ở đây là thường là ở bên đạo thánh, đạo mẫu ở bên dân gian người ta hay gọi như vậy. Cô thần quả tú ở đây là chỉ cho người gì? Hay là trong sách nhà Nho, hay là bên đạo lão, mà đặc biệt là những người theo bên đạo mẫu, trong cái sách xem tướng tử vi tướng số, họ hay gọi là cô thần quả tú. Tức là cái người gì ạ? Ở gì? Con trai không lấy vợ mà con gái không? Không lấy chồng, ở một mình như vậy, vân vân. Đó, trong nhà Phật chúng ta thì ít hay nói đến cái này, nhưng mà nói đến thì chúng ta cũng hiểu. Đó, thôi cái này Phật tử gọi là xin được nói đến nhân duyên nam nữ vân vân các thứ gì đó, xin thầy nói cho này cụ thể và hóa giải. Cái này liên hệ tới câu hỏi trước thầy nói về cái nhân duyên nam nữ đó, liên hệ tới câu đó nó cũng na ná vậy, cũng na ná ở trong đó rồi.